chú ơi, sao đây? Chú xem đồng này có hỏng không? Nó bắt đền à? Nó cắt từ bên kia, nó có hỏng không? Quán ông cháu à? Đúng rồi, chú xem có hỏng đâu, chú. Ơ, xem à? Nó đang bảo nó bắt đền ông cháu à? Ờ, bắt đền cháu có hỏng đâu. Chú xem nào. Ui, ông cháu cắt cho nó lỗi thật này. Nhìn trông vằn ngựa thế này. Bảo sao, bây giờ nó bắt đền à? Vừa bắt đền cháu xong. Thế thôi, chú sửa hộ nó nhá. Không bắt đền nó đâu nhá. Chú sửa lại đẹp hơn hơn nó cắt được chưa? Ok, thằng này đệ chú mở mới mở cửa hàng bên Khâm Thiên nhá. Chú sửa luôn cho mày nhá. Thôi ông cháu ạ, để chú sửa cho nhá. Ừ. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Chú ơi, vào đầu sửa cháu đâu nhở? Đấy, chú sửa cho ông cháu xong đấy, đẹp không? Được đấy chú ạ. Cần chưa? Cần rồi chú ơi. Ưng chưa? Ưng rồi chú ạ. Ờ. Mày trong phần kia nhá. Ờ thì thôi chú sửa cho nó mà. Ờ thế của ông cháu 100. Ờ xong trả chú tiền à? Ờ cái thằng này bao giờ phải trả? Lần sau chú sang cũng trả. Cắt cú khác xong bắt đầu lợ. Sang đây người ta sửa cho đẹp đấy, lợ. Thế mày đi về bắt đền thằng kia thì nó trả chú tiền nhá. Đi về bắt đền đền cái thằng vừa xong nó cắt hỏng của cháu ấy nhá. Ông trả chú tiền nhá chưa? Bắt đền nó nốt nhá chưa? Ờ.